Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Gian ATX Pro, một dòng xe đạp địa hình xuất khẩu, chạy một bộ chuyển động cũng rất là cao, dòng DOG, bộ chuyển động DOG với mức giá em đang bán chỉ có là 6.800.000, mức giá rất là hợp lý cho một chiếc xe đạp được chạy đã được sử dụng bộ DOG, một cái phụ tùng mà nó cận cao cấp của dòng Shimano. Bác chơi xe đạp lâu năm thì có thể đánh giá được cái bộ DOG là nó thuộc cái phân khúc cận cao cấp của dòng DOG, của dòng Shimano, rất là ngon. 6.800.000 cho chiếc xe đạp tông màu đỏ đen Gian ATX Pro, dòng xuất khẩu, sử dụng đùi trục rỗng và bộ vành bánh 26 inch và lốp nhỏ, vừa có thể sử dụng để đi những con đường gập ghềnh và vừa có thể đi được những cái con đường phố bình thường để thể dục hàng ngày, rất là tiện lợi. Máy Quattro 9 tầng lip, bộ DOG này là 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Do là đã qua quá trình sử dụng tại nước ngoài và xe bãi nhập về nên là xuất hiện những cái vết xước, xước răm và những cái vết xước như này không thể tránh khỏi. Còn tổng thể chiếc xe thì còn cũng còn tương đối là đẹp. Các bác mua chiếc xe để sử dụng cho việc thể dục hàng ngày rất là ngon, sử dụng chuyển động các thứ, vận hành còn cực kỳ trơn tru luôn. Phần cơ vít, tay bấm cũng được sử dụng tay bấm DOG, full group chuyển động DOG. Giảm sóc dầu của SR Sun Tour. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 44 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp với bác đi từ khoảng 1m61-62 đến khoảng 1m71-72 thì phù hợp. Thì cái giá bán của chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 6.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cùng với cả nút chuông để nhận những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.